À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc với A Di Đà Phật. À, hôm nay là ngày 28 tháng 10 2024. À, chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. À, học đến tập 7. Vì nhớ là một câu Phật hiệu này mình niệm viết dễ tính quý vị. Hôm qua những đức gặp một cái cô này, cô nói rằng là cô ngày xưa cô khó tính lắm, cô cằn nhằn cứ như người trong nhà. Cô biết Phật pháp đâu 7-8 năm mà không chuyển hóa được gia đình. Nhưng từ khi mà cô nghe mình nói chuyện, cô vui vẻ, cô dễ tính á, cô không có cằn nhằn về người thân trong gia đình. Cô nói rằng có cái câu nói mà cô nói mà cô cảm hóa được gia đình cô. Hồi đó người thân cô nói cô cự lại không. Bây giờ người thân cô nói à tôi sai. Cô nói cô sai. Và cô không có bực bội chút xíu nào trong tâm. Vì mà chuyển hóa được người thân gia đình. Cô nói lạ như vậy. Hồi đó mình cãi lại, mình cãi chốc gốc luôn. Không giải quyết được. Bây giờ cuối cùng mình nói mình sai rồi mà lại giải quyết được vấn đề. Thì mình nhớ rằng hai người nó kình lộn với nhau là do gì? Nó không có cho nó sai, nó mới kình và đụng, hiểu chưa? Chứ nếu như mình nói mình sai rồi còn cự gì nữa vậy? Nó sai rồi cự gì nữa vậy? Thì nhớ cái câu chuyện Lục Tổ Huệ Năng mà bị đánh không? Thằng nó đánh ông quá trời đánh ông luôn. Nó đánh ông một chút rồi tự nhiên nó nhìn ông luôn. Nhìn nó, ô người này người gì lạ kỳ. Hồi đó giờ thì đánh người ta không đánh lại nổi thì người ta cũng chửi. Này không cần phải tức tối, nhưng cuối cùng cảm hóa được cái người đánh luôn. Lục Tổ Huệ Năng là chữ nhẫn của ngài là cảm hóa được cả đám thợ săn. Ghê không quý vị? Mình không cảm hóa được gia đình mình là tại mình. Nói tóm tắt là không cần miễn cưỡng nặng nề quá, mà nói rõ ra tại mình. Mình là phàm phu thì mình phải chịu thôi, nhưng mà mình phải nói rõ là mình chưa đủ đức để cảm hóa người ta. Như bản thân những đức được gì, mình không giúp được người ta còn sân si với mình là do tại mình chưa đủ đức thì cố gắng thôi. Còn người nhà mình mà mình không cảm hóa được họ là tại mình. Tại vì mình học Phật, mình chưa đủ cái đức, chưa đủ chữ nhẫn. Mình còn tức tối, mình còn sân si. Đứa con mình kêu nó tu, nó không tu, mình nói mày tối ngày làm biếng chửi người ta. Nó không tu thôi mình tu đi. Nó thấy mình tu, mình dễ tính, mình vui vẻ, mình đẹp, mình dễ thương, nó tu theo. Còn mình chửi nó khỏi tu luôn. Chửi như bà gì tu làm gì? Tu mà chửi như bà tu chi? Mình niệm Phật giết mình rộng rãi, nó xin tiền mình mua đồ, à nè con cho con nè, có những lúc nó xin tiền mình mua đồ, nói mẹ này hết tiền rồi con, tiếng một còn có này mẹ cho nè, à, mua đồ nào đẹp đẹp xin xin chút mặt cho nó lâu dài, nghe cái thấy mê, nó thấy là niệm Phật hay nó niệm theo. Còn nếu như bây giờ nó xin tiền mình mua đồ mình có, mình nói mày xin hoài, cằn nhằn cứ nhử, mình cằn nhằn cứ nhử hoài chúng mình mới được. Nó tu như bà, tôi đố mà tôi tu theo. Tu gì đâu mà cho tiền thì cho đãi đi. Cằn nhằn cứ nhử gì mà cũng đi tu, đi niệm Phật tối ngày. Thấy không? Đó. Nên á, cái người nghe đạo niệm Phật của mình mà thường là tính toán so đo cằn nhằn cứ nhử, người ta không có tu theo. Người ta tối ngày cứ nhìn mình mà người ta bực bội, mình ta tức mình. Tối ngày mở miệng ra là tu hành không, mà tính toán so đo từng chút, lắng ganh đắc nữa chứ, giật giành của cải anh em chị em, keo còn hơn cái gì. Nó thấy không? Nên từ nơi đó sao hóa, cảm hóa được người ta. Có cái cô này cô gặp nhà Đức, cô kể cô có một người thân giàu lắm, mà người này giàu mà khổ, cuối cùng chết cực kỳ khổ. Người này lúc còn sống, cô kể quái cô châm biếm người này, mà là kể là thành một câu chuyện để nhắc những người còn sống.
Nhưng Đức kể lại cho quý vị nghe, cô không biết ai thì mình không nói tên làm gì. Cái người này lúc còn sống giàu lắm, nhưng tính họ cực kỳ keo kiệt, giàu mà không có phước hưởng, giàu mà không sang. Nhà có cái nhà vệ sinh để đi, buổi tối đi tiểu tiện không bao giờ dội. Biết sao? Sợ hao nước, sợ tốn tiền nước quý vị. Đi cả đêm xong sáng dội lần luôn, keo đến mức đó ai chịu nổi không quý vị? Cái gia đình đó mà sống chắc bản thân mình không chịu nổi thiệt luôn rồi đó. Đến cái mức như vậy thì quý vị nghĩ con người này cỡ nào quý vị? Thì biết cuối cùng người đó chết ở đâu không? Người đó nói rằng cuối cùng người đó chết ở đâu quý vị biết không? Chết trong cái nhà vệ sinh, mà nhà vệ sinh chưa dội. Quý vị thấy kinh khủng cái nhân quả chưa? Tại sao đại lão ở Thượng Tịnh Không ngày giảng ngày nói một câu: có phước cho người ta hưởng đi. Riêng bản thân mình thì có cơm ăn áo bặn, cuộc sống có những cái gì bản thân mình thấy thích, bản thân mình dùng được thì cứ dùng đi, nhưng mà đừng bao giờ keo kiệt với người khác. Còn nếu mình không thích dùng thì thôi, nhưng mà đối với người ta rộng rãi. Còn cái gì mình thích dùng, dùng được thì cứ dùng, đừng nên ép mình quá. Còn nếu ép mình được mình, nhưng đừng ép người ta, vì người ta chưa có khả năng như mình. Ép người ta thì người ta sẽ thấy mình là người không rộng rãi, mình không đem Phật pháp giới thiệu cho người ta được. Nên coi từ đây tới Tết, coi bữa nào từ đây tới Tết bữa nào đủ duyên, Nhân Đức sẽ gặp một số đòn, mua quà tặng cho quý vị, món quà đặc biệt. Một cái đèn niệm Phật rất đẹp, mới nhất luôn ạ. Nhưng mà không dám báo rộng rãi ra, chỉ số đòn ít thôi. Gặp ngay nhà hàng của Kim Tho, ở đó giờ mở mà Như Đức chưa đến lần nào. Cũng cái ăn tình, từ hồi đó tới giờ, mình hồi đó ở chùa mình tổ chức nhiều chương trình Kim Tho, Hoa hậu Kim Tho cứ rủ ca sĩ đến dự chương trình của mình. Bây giờ người ta mở nhà hàng, hồi đó giờ mình chưa đến lần nào. Biết rằng Kim Tho mời nhiều lần mà Nhân Đức thì không có đi. Nên ai không đi được thì cũng tùy hỷ thôi. Chứ bây giờ mà báo một cái không biết chỗ đó chứa nổi không. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình suy nghĩ lợi ích cho người khác. Cũng như quý vị biết rằng là lúc này máy niệm Phật của Như Đức rất thuận hành, nhiều nơi làm không kịp. Đó, dụ như anh Đăng Châu bây giờ anh đang phát động chương trình anh làm, tại vì người ta đặt dữ lắm. Rồi cô Đào ở Long Xuyên, nhiều cô, rồi nhóm cô Nhung, rồi nhóm cô Diệu Tâm, cô Thủy, đồ nhiều lắm, nhiều người lắm. Máy niệm Phật, đèn bông sen, năng lượng niệm Phật. Còn giờ mỗi ngày Như Đức chia sẻ Phật pháp rồi, giờ người ta cũng đang làm cái máy Như Đức chia sẻ Phật pháp để hợp tới giờ khi làm cư sĩ. Thì vị biết rằng là rất là thuận hành và rất nhiều người đặt mà ta làm kịp. Mà Như Đức cũng thích đem câu Phật hiệu giới thiệu. Bây giờ Như Đức không bao giờ làm nữa, mà Như Đức giới thiệu người ta làm, người ta phổ biến. Nên quý vị thấy ai mà đặt mà máy mà bền thì quý vị đặt ngay người đó. Cái máy nào mà không bền thì đừng đặt hơn nữa. Nó heo, cái máy nào mà bền dù mắc một chút cũng được, mà bền. Nhớ kỹ, mắc rẻ chút đỉnh nó ăn thua gì, quan trọng bền. Nhưng Đức cũng mới thu âm mấy điệu niệm Phật mới. Bây giờ chắc là nhiều người làm máy niệm Phật, ta đang điện thoại ta xin cái file niệm Phật mới của Nhân Đức để người ta làm. Sau này cái điệu niệm Phật của Nhân Đức chắc nó mở rộng ra, nhiều cửa hàng người ta đều làm hết đó quý vị. Bây giờ nó đang phát động và
nhiều cái vị trí máy niệm, người ta làm máy niệm Phật, ta muốn gặp Như Đức, mà Như Đức nói ủa tôi đâu có làm máy niệm Phật đâu, gặp tôi làm gì? Như Đức chỉ là người giới thiệu thôi, chứ Như Đức không có làm như ngày xưa nghe quý vị. Như Đức không có làm như ngày xưa, không dính dáng cái chuyện tiền bạc làm máy niệm Phật. Vì giờ Như Đức đâu có làm đó nữa đâu, Như Đức đâu có tiền đâu làm, Như Đức có gạo ăn, đồ hũ ăn mỗi ngày niệm Phật quý vị là được rồi. Còn Như Đức, nhưng mà Như Đức giới thiệu để cho quý vị có cái máy niệm Phật đeo cổ, hiểu chưa? Đi đâu cũng đeo máy niệm Phật. Tại vì Như Đức khi ra ngoài, hôm qua đi Tây Ninh đó, gặp rất nhiều người nói lợi ích của cái máy niệm Phật và phương pháp tu cái room này lớn vô cùng. Hôm qua đi âm thầm đi mà chỉ nói đi Tây Ninh, nhưng mà không biết địa điểm nào. Tây Ninh nó lớn lắm, bộ giỡn đâu quý vị, đâu nói địa điểm nào đâu, mà hôm qua đến đó cũng đông lắm. Số người ở địa phương đó người ta biết, người ta chạy đến đông lắm. Nên ta nói rằng ta được niệm Phật lợi ích rất lớn, mà tu cái room người ta lợi ích lớn vô cùng. Tự nhiên trong lòng mình cũng hưng khởi cái tâm khuyên người niệm Phật. Nên quý vị biết rằng có Phật hiệu này, mình niệm Phật mình tu sao càng ngày mình càng dễ tính quý vị ơi. Nhớ kỹ nghe, con người mình phải nhìn thấy mình sai, cái này là cái quan trọng nè. Đa phần mình không có chịu thấy mình sai đâu quý vị, mình phải thấy mình sai. Khi mình thấy mình sai rồi là mình đang hạ cánh an toàn. Quý vị nhớ, con người có lên cỡ nào cũng sẽ đi xuống nha quý vị. Mình mà không thấy mình sai trên, nó rớt xuống nó té là chết, coi như là gãy cổ, gãy tay gãy chân thì còn sống nổi, chứ gãy cổ là coi như toi mạng. Không phải đơn giản. Nên lúc mà những đức mà chia sẻ Phật pháp thiệt đông người ngồi nghe, mấy chục ngàn người, như đức nói như đức sai quá trời đó. Không? Lúc đó là có người lay rai, chửi lay rai, mà lúc đó mình chịu rô đai được. Nên khi mình đi ra luôn thì nó nhẹ. Nếu như ai cũng mà đưa mình lên cao quá, mà đến lúc mà mình rớt xuống là cái như gãy cổ. Nên mình chịu rô đai rồi, đến khi nó rớt xuống thì gãy cái mấy ngón tay, xong bó lại lạnh, sốc, cổ chưa đến nỗi gãy. Nên quý vị ơi, trong cuộc đời này, dù chúng ta có lên cao cỡ nào, chúng ta hãy nghĩ nó sẽ xuống. Như con diều bay cao cỡ nào, nó cũng sẽ rớt xuống thôi. Đẹp cỡ nào thôi, rồi cũng sẽ xấu. Lúc đẹp thì cố gắng đàng hoàng, chứ đừng có chảnh. Khi đẹp mà chảnh quá, mai mốt rồi xấu lại, lúc đó quê. Đúng không? Nên khi mình đẹp mà dễ thương, người ta chọc ghẹo mình cũng đàng hoàng, chứ đừng có chảnh. Chảnh mai mốt xấu lại quê lắm. Mấy người thấy có những người thiệt đẹp không? Những đứa đó thấy hoa hậu đẹp nè, những đứa thấy diễn viên điện ảnh đẹp nè, thấy nhiều người nổi tiếng đẹp nè, bây giờ già xấu quá trời luôn, hoặc là chưa già mà đã bị ung thư, nó tiêu tì hết luôn. Nên quý vị phải nhớ kỹ là dù có đẹp cái nào cũng đừng quá chảnh, chảnh như dừa đừng chảnh quá. Thêm cái nữa là gì? Giàu thì giàu, đừng có ỷ lại quá, vì chúng ta coi chừng nghèo lại đấy. Thì thấy chưa, có nhiều người thiệt giàu nhưng mà đùng cái tự nhiên nghèo đó. Hoặc là mình con nhà giàu sang phú quý, mình tưởng đâu của cải vật chất mình không bao giờ xài hết, nhưng mà không ngờ cha mẹ mình đang làm cái gì mình không biết, tự nhiên sạt nghiệp, mình trở thành một con người nghèo nàn và đi làm thuê làm mướn lại cho người làm công của mình. Ghê chưa? Những người làm công mình cuối cùng để làm chủ của mình. Cuộc đời quý vị ơi, đầu và đuôi có khi chúng ta cũng không ngờ được đâu quý vị. Giống như mình đi kinh hành vậy đó, ban đầu là mình dẫn người ta đi, nhưng cuối cùng mình quay lại là mình đi sau lưng của người đi sau nhất. Cuộc đời đầu và đuôi chúng ta không ngờ đâu quý vị. Chúng ta đi trước nhất cũng chưa chắc chúng ta đi trước hoài đâu. Giống như trên một đoạn đường đua, người khởi đầu háo hức nhưng cuối cùng lại là người đi sau nhất. Có không quý vị? Có mà. Nên trong cuộc đời này chúng ta phải nghe đạo, nghe nhân quả, đừng nên quá chảnh. Chảnh quá coi chừng tiêu luôn, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nên trong cuộc đời thấy hết trơn rồi đó, thấy nhiều lắm á. Khi đương thờ có tiếng tâm, phải mở rộng tâm lượng lớn ra. Lỡ mình khi hết thờ vẫn có người thương yêu mình,
như cỡ nào vẫn thăng những đức. Khi đi sinh thì quý vị cũng cho cái bánh bao, cũng nhớ ăn tình, đúng không? Không thương thì cũng nghĩ chút tình. Cái lúc ông nó đương thờ cũng rộng rãi, nhiệt tình hết mình, đến với mình bằng cả trái tim. Từ nơi đó mà nó nói chứ người ta thấy thương. Tại vì dù cỡ nào con người thì ai cũng có cái hư quý vị. Những đức thì tâm, những đức làm việc thiện cũng làm lớn lắm, mà những đức hư, những đức cũng hư lớn lắm. Nó cái gì cũng lớn. Đến khi niệm Phật cầu sanh Cực Lạc cũng mạnh mẽ lắm. Tại bây giờ hư mà không quyết tâm niệm Phật sanh Cực Lạc thì không lẽ đi xuống địa ngục. Đó. Nên nó có hai hạng người thành tựu trong cuộc đời này. Một hạng người là cả đời không làm sai, một hạng người sai mà biết quay đầu. Nên mình chơi với bạn, ví dụ như cái câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ đó, không? Quý vị nhớ đó. Khi mà Dương Lễ hay gì đó, thấy bạn mình là Lưu Bình mà gọi là ăn chơi cát tán mà giàu nha. Ổng giàu đó, mà ăn chơi cát tán đó. Khi Dương Lễ mà làm quan rồi, Lưu Bình đến xin cơm bạn mình, đem ra một chén cơm hẩm hiu, xong mắng ổng chặt, đánh vào cái lương tri của ổng để vượt cái tâm của ổng lên. Cuối cùng khi ổng tức bỏ đi, Dương Lễ mới sai vợ mình là Châu Long đi theo Lưu Bình. Chắc trong cuộc đời này khó có tình bạn nào như tình bạn này, ghê quá. Mà cũng không tìm ra người vợ nào như Châu Long. Mình cũng không dám làm điều này, thì đưa vợ mình đi cái chừng nó theo luôn. Suốt mấy năm chờ lo cho bạn ăn học. Ở đâu mà kiếm được một Châu Long đặc biệt như vậy quý vị? Vẫn duy trì giữ được cái tâm làm vợ của Dương Lễ. Mà ở đâu mà tìm ra một người bạn như Dương Lễ được quý vị? Câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ đó, thấy không? Thì quý vị biết rằng là cuối cùng mà đi sai vợ mình đi đến lo cho Lưu Bình, để giúp cho Lưu Bình ăn học. Cuối cùng Lưu Bình thi đỗ làm quan. Rồi thi đỗ làm quan xong mới trở lại để cưới Châu Long. Nhưng mà trở về thấy Châu Long đi đâu mất tiêu. Đi tìm mà Dương Lễ mà gọi là người bạn phản bội, khinh biệt mình. Bây giờ tao làm quan rồi, tao trở về cho mày thấy tao không phải đơn giản. Trở về thì thấy Châu Long ngồi bên cạnh của Dương Lễ, đúng không? Nói ra rõ ràng lúc đó đúng là tình bạn lúc đó càng thăng hơn. Kinh khủng không quý vị? Nên một con người á, người ta lỡ vấp ngã mà ta có chí khí á, con người đó về sau nó còn kinh khủng hơn nữa. Vì nhớ kỹ, còn con người vấp ngã mà nằm luôn thì thôi chúng ta chịu thua đi, vì chúng ta không giúp được những con người đó. Còn những con người mà mình thấy họ không sai gì chứ, mà họ cứ lề mề sống cho qua ngày đoạn tháng, như Lục Bình cho xong thì cũng như chịu thua luôn. Cái dạng đó là dạng chứng giữa linh bình đó quý vị. Còn một là cái dạng không bao giờ làm sai, còn cái dạng làm sai mà lúc nào cũng đứng lên, con người này chắc chắn nếu họ có cơ hội, người ta cho họ cơ hội là họ sẽ kinh khủng lắm. Tại vì họ sẽ vượt lên chính mình chứ. Nên mình sanh con cũng vậy, chơi với bạn cũng vậy. Mà những cái đứa mà nó có chí khí, những đứa nó bị nên tạo cho nó cơ hội. Dù nó lỡ làm sai mình phải cho nó cơ hội. Vì cho nó cơ hội là nó sẽ đặc biệt đứng lên. Và khi nó đứng lên được, nó cảm ơn mình kinh khủng lắm. Nó cũng như bản thân con người như thế gì, có làm sai nhưng nhất định như Đức sẽ đứng lên. Vì như Đức nói rằng không đứng lên thì ai đứng lên giùm mình. Như hôm qua như Đức gặp một người, người hỏi như Đức một câu: từ trên cao rớt xuống mà đứng lên, nguyên lý nào có thể làm được điều đó? Như Đức nói, đang sống mà, còn sống mà, đã là còn sống thì phải sống cho tốt, đã có cơ hội được sống thì phải sống cho đàng hoàng, chứ không lẽ sống lề mề, sống linh bình. Sống như vậy cũng sống, sống vượt lên chính mình cũng sống. Đây là câu nói gửi đến quý vị. Dù trong cuộc đời chúng ta có bị bỏ rơi, có bị thất bại, có bị vấp ngã, hay là bị một sự cố gì trong cuộc đời, đã là còn sống thì phải đứng lên. Dù mình lỡ thương yêu ai hết lòng hết dạ, nhưng người ta lại phụ bỏ tình mình, đúng không? Mình cũng phải sống và tiếp tục đứng lên mà sống. Không được thắt tình mà đi tử. Không? Đó, nhớ kỹ nghe, không có một cái áp lực gì mà nghĩ đến cái chuyện kết liễu cuộc đời. Vì được sống
là có cơ hội. Quý vị coi, dù mình có khổ cỡ nào, nếu so với súc sanh, bản thân mình quá đặc biệt rồi. Mình làm người là quá đặc biệt rồi quý vị. Ý chí vẫn đặc biệt hơn loài súc sanh. Mà tại sao mình lại dám kết liễu cuộc đời của mình khi chán nản một cái gì? Không, không bao giờ. Dù mình có nghèo, mình có xấu, mình có lùn, mình có mập, tuyệt đối đừng bao giờ thấy mình tệ, mặc cảm mà đi buồn chán cuộc đời. Đừng, đừng làm điều đó. Như chàng nít cục tay cục chân, chỉ có vượt lên chính mình mà trở thành người nổi tiếng của thế giới. Ghê không? Quý vị coi, chàng nít cục tay cục chân phải không? Chỉ có vượt lên chính mình và sự khoắn đấu của nội tâm mà làm được việc mà người đầy đủ tay chân cũng chưa làm được, như chàng nít. Kinh chưa? Đúng là không có cái gì mà trong cuộc đời chúng ta không làm được, chỉ do chúng ta thiếu ý chí nên không làm được. Nhưng đức tin chỉ cần mình có tâm quyết, không việc gì mình không làm được. Dù không có trình độ nhiều cũng làm được những việc lớn trong cuộc đời. Chỉ cần có mục tiêu và vững chắc cái tâm, hướng đến mục tiêu hoặc quyết chí mà đi, nhất định thành công. Đó. Nên những đức nói rằng là gặp pháp môn niệm Phật này, những đức cứ hướng đến pháp môn niệm Phật, đem pháp môn niệm Phật này nuôi dưỡng cái chí nguyện cho mình và nuôi dưỡng chí nguyện cho người khác, nuôi dưỡng huệ mạng cho nhau để cầu sanh cực lạc. Đây là chỗ đặc biệt tuyệt vời dữ lắm quý vị. Nhớ pháp môn niệm Phật này là pháp môn mà cứu khổ cứu nạn cho chúng ta trong thời mạt pháp nghe. Đến khi chúng ta bị bỏ rơi hết tất cả những cái việc có được mất hết luôn, nhưng mà cuối cùng chỉ có A Di Đà Phật là điểm nương tựa bình an nhất. Trong cuộc đời chúng ta sẽ bị bệnh, không bệnh này cũng bệnh kia. Có khi người thương bên cạnh mình khi thấy mình bị bệnh, họ sẽ bỏ rơi mình, họ sẽ tránh xa mình. Một ngày nào mình sẽ bị bệnh, thí dụ như mình đang đẹp, bao nhiêu người đến tìm mình, nhưng khi mình bị bệnh họ hỏi mình bệnh gì, mình là ho lao. Ui, gì ho lao? Ho lao thôi, chào nha, chào nha. Họ giọt luôn, không bao giờ họ đến gần mình, hiểu chưa? Có khi cả vợ chồng con mình luôn. Quý vị hãy nhớ cái mùa dịch đi, nhớ cái mùa dịch đi quý vị, hãy nhớ đi để nhận thức một đời người nghe. Có một người làm chồng này thương vợ vô cùng, thương cực kỳ thương luôn. Khi người vợ này chết đi, người vợ này chết đi thì người chồng này đi coi, đi coi thầy. Người thầy nói rằng bà chết ngay cái ngày mà có thể bắt một người thân đi theo. Người nào bà thương nhất là bà sẽ bắt đi. Cuối cùng cái ông này xanh mặt xanh mày. Bà đem nguyên cái bài vị đi luôn, không dám thờ luôn quý vị, không dám nhìn cái hình luôn. Kinh chưa? Đó, cái tình thương á, khi đụng chuyện rồi sẽ biết tình thương sao. Tình bạn khi gặp nạn sẽ biết tình bạn như sao. Tình thương khi ung thư sẽ biết tình thương như sao. Nhớ không? Quý vị nhớ nghe. Rồi cuối cùng quý vị nương tựa ai? A Di Đà Phật. Tại vì quý vị buồn quá, khổ quá, tiền bạc không có, bị bỏ rơi luôn, đến mức cùng cực, không còn vững biếu được chỗ nào, chỉ còn có bám A Di Đà Phật thôi. Lúc đó quý vị niệm Phật sẽ đắc lực. Lúc đó quý vị nhìn lên Phật, tự nhiên rơi nước mắt, vì đau lòng xót dạ, vì niệm cầu Phật cứu độ con. Lúc đó vì niệm Phật đắc lực. Còn bây giờ còn khỏe, còn ngon lành, còn nhiều phương hướng quá, niệm Phật lơ lơ chơi vậy đó. Mỏi chân chút thôi nghỉ, đau đầu gối quá, bữa nay mệt quá, còn khỏe mà lễ Phật chút, nay nhức cái đùi quá, thôi nghỉ lễ, hiểu không? Nhưng một ngày nào khi bị bỏ rơi, không còn ai ở bên cạnh mình nữa, chứ lúc đó niệm Phật đắc lực. Quý vị chờ xem, có khi chúng ta sẽ có ngày đó đó. Trong chúng ta sẽ có ngày đó đó. Bởi vì sẽ nhớ lại cuối cùng nương ai là chắc ăn nhất. Nương ai với Đạo Phật. Có nhiều đứa con gái trẻ trẻ bây giờ nghe nói gì nó chưa có cảm giác đâu. Nhưng một ngày nào nó lớn lên, nó có chồng, nó có con đâu đó, mà lúc nó khổ đau cùng cực, nó nhớ lại lời này: nương vào ai với Đạo Phật đi con. Lúc đó con sẽ giải tỏa được những cái khổ trong nội tâm của con, hiểu không? Giải tỏa được cái khổ. Nên cái pháp niệm Phật này là cái pháp cứu khổ cho chúng sanh khổ đau mà nhiều kiếp nạn, không còn chỗ vướng víu nương tựa. Lúc đó quý vị mới cảm ơn thật sự. Cảm ơn, thật sự cảm ơn luôn quý vị. Nên bây giờ chúng ta chưa cảm ơn được là do chúng ta chưa có cảm nhận được cái pháp niệm Phật này đâu. Ai mà đã cảm nhận được là thật sự cảm ơn, cảm ơn vô cùng. Tại vì sao?
Vì cho tiền bạc danh tiếng cỡ nào cũng không giải quyết được vấn đề khổ đau trong cuộc đời. Có khi nó còn tăng sự khổ đau. Nhưng mà chỉ có cái niệm Phật này giải tỏa được. Hay lắm. Nên một câu Phật hiệu này nên cố gắng hàng ngày quân tập. Đi đâu cũng đem máy niệm Phật, bấm số niệm Phật. Nhớ, niệm một câu Phật hiệu là sanh duyên sanh phước nha quý vị. Thù thắng lắm. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.